Xin chào các bạn. Hôm nay thì các bạn đã thấy trên màn hình đó là một cặp luôn SH160. Đây là phiên bản có hệ thống phanh ABS. Tuy nhiên thì cái bản này chúng ta sẽ thấy nó là đúng nguyên bản là dàn chân nó phải là màu bạc ha. Nhưng mà gia đình đã muốn cửa hàng mình là sơn độ lên phiên bản màu đen mờ, thuộc đen, mâm đen, lóc đen luôn. Hiện tại thì một cặp xe này nó đang có mặt ở tại cửa hàng xe Ba Duyên nha. Và gia đình từ An Giang xuống tận đây để ủng hộ bên mình đó các bạn. Đây cửa hàng Ba Duyên. Và đó là chú ha. Chú đi với con trai nữa. Đi ô tô 4 chỗ từ Hồ Chiếm từ An Giang nha các bạn. Đó xa xa bên đó đó các bạn. Đây là chiếc ô tô nè. Đây ha, chiếc màu trắng 4 chỗ này từ An Giang xuống đây. Chú đã xem kênh mình rất là lâu rồi. Và em trai cũng vậy, cũng xem kênh mình từ chiếc S-Center 155. Địa chỉ mình ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Thì hy vọng đây là clip để giúp chú có một cái kỷ niệm nhỏ thật là đẹp ở ngay tại cửa hàng Mai Duyên này. Và một cặp này, mỗi một chiếc giá của nó hiện tại đang là 107.900.000. Hôm nay đang là ngày 2 tây. Đây. Ở trên là 2 tây, ở dưới là 22 ha. Tháng 2 2024. Ở trên đó là tháng 3 2024. Rồi, quay trở lại với cặp xe này nha. Thì sơn độ như thế này á là 1.500.000. Chúng ta sẽ có mâm thuộc và lốc sau, mâm trước mâm sau. Đi tới 4 người lận nha các bạn. Đây là chú nè. Mình nhắc lại giá sẽ là 107.900.000. Giá xe này mình cam kết chính xác đúng thời điểm và đã có sẵn VAT. Vừa câu bình nổ máy xong. Còn đây là quà tặng bên mình sẽ tặng cho khách nha. Hai nón bảo hiểm, áo thun, áo chùm xe và hai móc khóa. Hiện tại nó đang nổ máy đó các bạn, chiếc xe này màu trắng nè. Và các bạn xem luôn ha, màu trắng lên mâm đen rất là đẹp. Nó sẽ cứng xe hơn. Mua một lúc hai xe đó các bạn. Đây là thầy dạy tiếng Anh của con chú. Còn con chú hiện tại đang ngồi trong cửa hàng. Đây. Mình thay mặt cửa hàng cảm ơn gia đình thật là nhiều. Đã từ An Giang xuống tận đây để ủng hộ. Mà ủng hộ luôn có một cặp. Luôn có một cặp ha. Thực ra thì nếu mà các bạn muốn bên mình sơn thế này thì các bạn sẽ alo trước và đặt. Mình tiết lộ thực ra là cái cặp này nè, nó là dàn chân ghim của bản màu đen đó các bạn. Nhưng mà chú xuống tận cửa hàng rồi, bên mình sẽ lấy dàn chân ghim đưa qua luôn. Chi phí sẽ là 2 triệu. Nhưng mà nói trước nha, thực ra bên mình không có nhiều cái dàn chân ghim thế này để đưa qua đâu. Cho nên là nếu các bạn muốn thì chỉ có thể là sơn độ thôi. Mà sơn độ thì sẽ là 1,5 triệu. Đây là cái phuộc mâm. Mình nhắc lại cái này là ghim nha. Ghim gắn qua nha. Còn sơn á thì là 1,5 triệu là như thế này. Đây nè. Đây nè, rồi mâm sao. Đây nè, mâm sao ha. Và lốc luôn nha các bạn. Cái lốc này là chỉ có 1,5 triệu thôi. Còn cái này mình nhắc lại lần nữa, đây là dàn chân ghim mà cửa hàng mình ưu ái dành cho chú từ phương xa đến tận cửa hàng mà ủng hộ tới một cặp. Cho nên nó là dàn chân ghim đó các bạn. Cặp xe đều đã được câu bình hết rồi, chỉ là nổ máy luôn, cùng đồng hồ nữa các bạn. Đôi chìa khóa đây ha. Đây, đây, bé trai nè, con trai của chú đó các bạn, mặc áo khoác sọc ha. Còn chú nè, còn hai người kia chú nói là thầy dạy tiếng Anh của con trai luôn đó. Và cũng ở gần đó thôi, rồi sẵn chuyến xe xuống đây và mua xe ở đây bên mình luôn ha. Bây giờ chú con trai sẽ chạy xe về luôn các bạn. Chạy xe về luôn. Yeah.
Đây, khách lên xe ngồi chụp hình làm kỷ niệm đó các bạn. Còn mình thì mình sẽ ghi hình luôn. Rồi. Cái nữa nha. Chưa cười cây lớn hồn một. Nó xứng có lò xo không có cười nữa. Anh đang ghi hình đó. Ok. Hy vọng cái video này sẽ giúp chú với em trai cũng như là hai bạn này có một cái kỷ niệm nhỏ nhỏ thật là vui ngay tại cửa hàng Mai Duyên nha. Bữa em mua xe hơi cũng lúc mà cậu á. Ồ vậy đó hả? Dạ. Vậy là quá may mắn rồi. Lúc mà cậu đi mua xe mua nhà nè. Ờ. Bây giờ thì gia đình sẽ lấy xe ra trước rồi chụp một tấm hình bốn người để làm kỷ niệm luôn ngay tại cửa hàng Mai Duyên nè các bạn. Đây, địa chỉ cửa hàng mình lần nữa nha. Số 67 đường Châu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Đây ha. Đó. Mình thì mình sẽ ghi hình. Bạn Hiên sẽ chụp hình. Đây là bạn nhân viên mới bên mình nha các bạn, bạn Hiên nha. Hiên ơi, chào khán giả cá ly Hiên. Đây là bạn Hiên. Rồi, ok. Rồi. Rồi. Ok. Rồi, hai bạn đó sẽ lên xe về. Còn chú với con trai sẽ chạy xe về luôn từ đây tới Long Xuyên. Quãng đường đi tầm khoảng là 130 cây số. Mình sẽ chia tay chú ở đây. Lần nữa thay mặt cửa hàng cảm ơn chú và em Phan rất là nhiều. Đó, một chiếc, hai chiếc ha. Rồi bây giờ mình cũng sẽ khép lại cái video này ở đây. Về giá xe thì mình sẽ cập nhật liên tục cho các bạn. Nếu các bạn thường xuyên mà theo dõi kênh mình á, thì sẽ biết được là ở đây á, còn một cửa hàng nữa là Hep Honda Huỳnh Mạnh Tùng ha. Địa chỉ là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Còn ở đây là cửa hàng Mai Duyên. Hai cửa hàng này là một và không có chi nhánh ở bất kỳ đâu nữa nha các bạn. Hiện tại đang là ở Mỹ Xuyên ha, không có bất kỳ chi nhánh nào nữa hết. Rồi mình sẽ khép lại cái video này ở đây. Xin chào các bạn.